chú ơi, chay bây giờ chay hôm nay là chay ăn cơm với lại trứng chiên với lại nước tương Maggi. Đó, cô chú coi chay tự ăn nè, giỏi chưa? Ăn cho bà ngoại coi đi con. Chay đang FaceTime với bà ngoại luôn nè cô chú thấy không? Mà cơm mà rớt xuống là người ta bóc lên, người ta ăn từng hộp luôn đó cô chú. Quá đã luôn. Múc vài múc vô muỗng đầy cho cô chú coi coi. Thấy chưa? Ờ, chú em nó mất tiêu hết đầy muỗng cho bạn. À, để vậy mới thấy rõ. Mấy bà ngoại là phải để cho ngay thẳng mới chịu nha, chứ còn mà để mé mé là không chịu. Quay qua cho ngoại coi kìa. Con, quay qua cho ngoại coi mặt con kìa. Đang cắt cỏ ngoài đó ồn quá. Chay, quay qua cho ngoại coi nè. Ơ dạ. Đó. Ngon lành chưa? Trời, ăn kìa, con há miệng ăn kìa. Con để cái chén con hứng vô cho nó gọn gọn chứ con làm cái gì mày thấy mày mệt quá đi. Ngon không? Ngon không con? Nói mày nghe, ngon không? Ngon không? Giỏi chưa, chay mai mốt là chay bà cố không có đây, chay tự đi học là chay ăn một mình luôn đó cô chú. Mai mốt mà chay đi học là mẹ chay sẽ vô quay cái trường mà chay học cho cô chú coi nha. Trời ơi bạn nhiều lắm, 7-8 bạn trong đó lận. Trời ơi thấy không, rồi mấy bạn vô ngồi ăn vậy đó. Một cái lớp thì mấy đứa hả? 7 đứa, 8 đứa bà ơi. Một cô giáo là 104 đứa. Rồi trưa ngủ á, sắp ra ngủ, sắp lớp gì cả màu vậy đó. Ngủ trưa, giờ ngủ trưa là từ 12 giờ rưỡi cho tới 2 giờ rưỡi. Có muốn ngủ thêm cũng được. Giờ chay giống như là chuẩn bị đi quân đội vậy đó, hành quân vậy đó. Sáng là phải sắp đồ, sắp đạt đồ này kia, cha phải đi mua ba lô nữa chứ. À, mua đi mua ba lô nữa. Để đi qua cái mẹ với dì Út đi mua ba lô cho chay nha. Ờ, đi mua ba lô cho nó, dì Út mua ba lô cho chay đi. Để chay đi học đi nhớ dì Út nha. Không mấy ngày. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Đang ăn mà lại làm gì vậy? Cầm lên. Lại ăn nào Hoàng. Trời ơi, đã quá. Giờ quậy rồi phải không? Giờ tới giờ quậy rồi phải không? Ngoan chưa? Cô chú thấy chay ngoan chưa? Giờ phải tập chứ, không mốt mình vô trong kia làm ăn mà tự ăn mà có ai đâu đúc mình. Chay là may mắn dữ lắm luôn á. Chứ còn mà mấy bạn kia là phải tự ăn lâu lắm luôn rồi. Không ăn nữa hả? Không ăn nữa hả? Rồi không ăn nữa trả đó. Đó, không ăn nữa là trả thấy không? Còn mẹ con muốn mẹ đút con không? Hả? Rồi không ăn nữa là trả đó cô chú thấy chưa? Biết sao không? Hồi nãy trước khi ấy trước khi dậy nó hút nó nóc hết bình sữa rồi. Trong mấy là ăn hết chén cơm mẹ. Mới nấu hết bình sữa nửa tiếng đồng hồ trước chứ mấy. Đó, cô chú coi chay ăn cheese nè. Đó, cầm nguyên một cục cheese ăn đã đời đã đến vậy đó. Đó, ăn ngon lành không? Trời ơi, nó ăn ý như là nó ăn kẹo, ăn bánh gì đó. Tự nhiên lúc nó dòng dốc ý về. Cái ba, cái đồ đó. Hai bà ngoại đang nói chuyện đó. Hai ngoại đang ngồi bàn luận gì chay đó. Thôi rồi con ăn kìa. Thiệt cái chứ. Ăn cái gì mà ăn. Xong. Cái nhà này sáng thì xịt cái gì sao ta nó cũng không hưởng, cũng quá xì hoài luôn á. Ta chảy lâu. Nè. Nè. Sao bà đi chơi à?
Dù là cơn mơ băng giá, dù đợi chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh. Trời ơi, đó quất khách nữa cục gì đó cô chú. Chuyện gì, chuyện gì? Cái mùi ở ngoài hôi hả con? Phải không? Mẹ mới vừa ra mẹ mở cửa đó, người ta đang cắt cỏ ngoài đó. Ngọc mở cái cửa ra, tại vì cái trong nhà sao mà nó muốn hắt xì quá. Cái mở ra cái nó nghe cái mùi ở ngoài đó, cái nó trời ơi, đâu vậy? Đâu vậy? Đâu ạ? Rồi xong phim em bé. Đi chơi không? Dạ đi. Mẹ với con mang giày cam nha. Giày cam ra, đi ra đường cho biết người ta, ta biết mẹ con. Where are you going? Hi. Hi. Right, who dog is that? Hi, Holly, that's Holly. Hi, yeah. Cherries. Say hi, JD. Hi. But she wants to give you kisses. She wants to give you kisses, she JD. Chạy né, chạy né. Chạy né thôi, tôi không cần những nụ hôn mà. JD. JD, con chó thở sao? Chó thở sao? Chó thở sao? She like you. Oh, no, don't scare her. Here, I'll hold her. Chay coi vậy chứ chay sợ lắm cô chú. Come here, Holly. Come here. Chay giờ chắc chay cù bắp lắm. Here, I'll hold her. She wanted to come by me. I got her. I got the dog. Alright. See, she gives me kisses. No more. You want to come in my house? She gives me kisses. House. She wants to go in the house. Okay, here. What do you want? One lottery. Can we hear lottery 47 with $1? Oh, really? Yeah. Oh, my goodness. Yeah? Yeah. You want to go inside her house, JD? She's kind of a mess. Okay. Nhà người ta nó chơi nó dễ nữa, dễ biết nữa đó. Có ông y như là hiếu học lắm vậy. Richie, flower, đúng rồi. Flower. Good job, JD. Nó nói flower là nó nói hoa đó cô chú. Okay, here I'll help you. Màu hoa mà tên tiếng Việt là bông. Ooh. You do one eye. Two mà eyes. Mà đang dạy nó vẽ đó. Nó chỉ móng tay, nó chỉ móng tay, nó chỉ móng tay mà. Nose. Nose. Chỉ móng tay mà. How about a mouth? Ooh, yeah, put a mouth in there. Yeah, mouth. Đúng rồi. Should we get your hair? JD. Put some hair on it. JD. JD. Look at mama. Look at mama. Look at mama. Cái màu sơn của móng tay bà từ đâu là sao ta? Ooh, more? Chị đi. Like Mickey Mouse? Tôi ngồi tu tu vẽ vẽ hết ngày hết giờ. Oh. Đi bây giờ đâu ra? Bà đi được bà đi rồi. Bữa nay không có sơn sơn môi. Môi này lạc. Vậy nói chút coi bà vô cái sơn môi bà giờ. Nose, yeah. No. There's a mouth. We're going to do a mouth. Yeah. See his eye. Oh yeah. À, tự nhiên tôi đang đứng, tôi cầm cái tôi tính cầm, tôi đi ra, tôi chạy vậy ơi gì đó, quay nó đi vòng vòng vô đây, nó dính tôi bên này luôn. Nó gặp phải là nó mừng y như là mẹ đi chợ về mà có bánh ăn. Nó này mẹ nay có mua cho con bánh da lợn không? Oh, no. Bà đi là sao không có bánh da lợn rồi đó. Bà đi ra bà chỉ có beagle. Where's his hand? Beagle vậy. His fingers. Thôi. Bánh da lợn mình chịu thương. His thumb. Yeah. Where's his foot? At? Yeah, right on there. Yeah. Tội chứ. Yeah. Còn cỡ chừng tháng hai tháng nữa mới bà về rồi. Want a different color now? Là cháu cũng như hai người bạn thân vậy đó. Sáng thì cháu rình mò cháu kiếm bà, chiều thì bà ngồi ở ngoài bà rình mò bà kiếm cháu. Cuộc đời hai người này cứ rình rập sao vậy? Không biết bà ngồi mà có nghĩ học khùng không ăn. Cầm cái camera ngồi cứ nói thùm xàm đế tiếng Việt nói miết luôn. Chắc bà cũng nghĩ là Ngọc cũng có cái gì trong vấn đề. Đảm bảo luôn bà không nghĩ. Không nghĩ là Ngọc thua luôn. Cái sớm này mà ai mà không biết Ngọc bên vấn đề gì tâm thần rồi thua luôn. Không biết nó nói cái gì mà nó quay cầm cái máy nói biết cái tiếng của nó. See his eye. Here. One eye. Quá tay chấm cơm chấm canh. Two eyes. Chấm thêm tô hủ tiếu. Yeah. You close the page. Yeah. More. How about this one? Thôi bây giờ đi ra ngoài chơi đi chơi. Bây giờ không lẽ mà giờ nó đang chơi với bà kêu đi ra ngoài chứ chắc bà tự ái lắm. Mà bây giờ nó ngồi đây chắc nó ngồi tới nửa tiếng 45 phút luôn là hết ngày hết giờ của tôi luôn á. Under the hand over here. Versus no. More.
Mẹ. Bây giờ thấy nó chưa? Thì chú thấy bên này nó cầm viết sành điệu được, bữa nay là cầm là tay phải rồi. Đây là viết là tay phải rồi. Hai bà cháu đang tu tu vẽ vẽ cho em nhỏ nó mừng đó. Yeah, see one. Can you do one? Two. Okay, let's do a two. Miết luôn. Two. Yeah, six. Cô chú thấy này cái cây cột tóc đẹp không cô chú? Oh, yeah. Cậu làm gì? Làm gì? One. Oh yeah. Coi kìa, coi. Cái tâm lý kìa, cái tâm lý của khuôn mặt khi mà vẽ nè. Thấy không? Cô chú thấy không? Một cái tâm lý mà ta nói cực kỳ là quan trọng khi mà mình cầm cái bút xuống là mình ký tên, là giống như là mình ký tên tôi đó. Mình cầm cái bút lên, mình khi mình muốn viết một lá thư là mình phải có cái mở bài, thân bài và kết luận. Khi mà mình xuống mở bài là mình phải giặt đầu hàng, cục vô hai phân. Đó, là bây giờ Jay đang viết thư nha, bây giờ Ngọc đọc lá thư của Jay đang viết cho cô chú nha nha. Bây giờ cô chú Jay đang viết thư cho cô chú nè, bây giờ Ngọc đọc nè, sẵn sàng chưa? Rồi, mở bài. Xuống hàng thuộc vô hai phân. Cô chú yêu dấu. Đó, yêu là phải giấu phải không? Nhưng mà mình để mình hớ hen ra là nó bị bắt liền. Ủa lộn. Còn gì nữa ta phải không? Ừ đúng rồi, chừng nào cái ký tên mới là ngày tháng năm. Ờ không, phải ngày tháng năm trước chứ, ngày tháng năm. Rồi cái xuống hàng thuộc vô hai phân, cô chú yêu dấu. Nước Mỹ, ngày mấy, ngày nào, tháng nào, năm nào, ngày này, tháng này, năm này. Đó, chị đang nghĩ đó, ngày này, tháng này, năm này. Cô chú đang làm gì đó. Chay bây giờ, chay đang ngồi chơi với con chó. See eyes. Rồi, gì nữa ta? Cô chú đang làm gì đó, chay đang ngồi chơi với con chó. Mà chay không có biết hút hút gió. Mà chay không biết là con chó là nó đánh dừng từ cái từ cờ hó. Trời ơi, dữ không? Nãy giờ được 4 câu có chữ ó rồi đó. Rồi, mất tiêu rồi. Rồi cái gì nữa ta? Mẹ chay ngồi thì mẹ chay đang sức dầu gió. Cái chay dầu gió thì nó hiểu con ó. Trời ơi dữ dằn không, chơi được 6 câu rồi đó. Mà tiền thì chay không có. Thì thôi chay đi về chơi chơi với con chó lại nha. Vui không, có ai thấy vui không? Ai thấy vui ngồi cười ca 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 ca. Yeah. Rồi chơi xong chưa chay? Thôi con bước ra, con bước đi về cho mẹ cái đi chay. Round. The wheel on the bus go round and round. Round and round. See, that's a ball. That's round. See how the ball is round? Let's color the ball. Round. Don't fall. Yeah, that's a ball too. Chay, nhìn này chay. Chay, nhìn này chay. Dì Út đang ăn kem này chay. Chay, look at the ice cream. Ồ, có ăn kem không? Ăn không? Hey, can I have a bite? Yeah. Come here, some. You want some? Yeah, you want a bite? Did you get a bite? Huh? Did you get a bite? Say no. Just tease. Ăn không? Just cheese. Mà ăn không? Ăn kem không? Okay. Ăn kem không? That's grandma. Say hi, grandma. Grandma ice cream. No. This is my sister. Sister. Yeah. Say sister. What's her name? Julia. Julia. Julia, yes. That's nice. Pretty name. Trời, ông nghĩ sao mới nhìn tấm hình mà nói. Yeah. Mà nói tên mà. Trời. Sợ quá luôn. Oh my God, I'm dying. Look. Thôi chay ơi, mình đi được rồi đó con. Thôi được rồi đó. Hồi nãy giờ là lâu dữ lắm luôn rồi đó. Con phải cho mẹ thời hạn chứ. What? Ba hỏi Ngọc Trang nói gì vậy?
Flowers. What color? What color is this? What color is this? Màu nào màu gì? Red. Yeah, red. Rose. 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 Thôi đi đi chơi ơi. Wow, dữ vậy ta. Ôi trời trời ơi trời trời ơi trời. Coi thải nhỏ kìa. Coi thải nhỏ vậy coi được không? Một. Ba. Bốn. Trời đất, baby, baby, that's too much. No, it's not too much. We've been playing like this the whole time. Oh my god. Trời đất ơi, coi thải nhỏ y như à. Mệt không? Đau không? Đi, là chơi nữa, đầu chơi nữa, đầu chơi dậy đó chứ. Nữa không? Nữa phải không? Đếm đi. No, một. Hai. Một, hai. Ai mượn nó nhanh quá đó, cái đó là do nhanh quá đó. Nhảy xuống. Trời trời. Sốt ruột nhỏ luôn chứ phải baby. That's too baby, much. Too much shaking. It's not enough. Not enough shaking. Okay. You, are you kidding me? Are you kidding me? Go this way. Go this way. Over here. All right. Vui không? Vui. Đếm đi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nó không bao giờ đếm số 1, tôi không hiểu cuộc đời con. You didn't count all the way to 10. Chay không đếm 1, chay không chay đếm số 2 là tại vì chay là số 1 rồi. 4. Can you say 4? 4. 4. This verb 1, 8, 9, 10. Maybe that's enough. Okay, then you do it. No, I'm not doing it. Ready? 1, 2, 3. Wow! Wow! Ba? Ba? Oh, watch out, Lucky. Hey, leave Lucky alone. See? 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 Leave him alone. Here. No. Jade. All right, you got the ball. Count to three. 1, 2, 3, 2. Oh, you missed. Here, try it again. Good job. See? 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 Come here. Let me talk to you. Let me talk to you. Come here. Honey? Sit down. Sit down. Listen to me. Here. Ready? Bounce it to me. Good job. Pass it. Ready? Good job. Ready? Yeah, what's over there? Okay, bounce it. Oh, good job. It's a rainy day, so play inside.
What are you doing up there? You gonna jump? Wow! Do it again! Oh, you want to spin around? Here, let me get something for you. One, two, three. Woo! Do it again! Oops. Ready? Jump. I need more pillows. Come here. Let me kiss it. Mwah. Hold on. Let me get some more pillows, okay? 1 second. All right, ready? 1, 2, 3. Oh, good job. Let's do it again. Oh, ready? 1, 2, 3. Hey, didn't he just scratch you? Leave him be. 1, 2, 3. Woo! Here, let's get you pushed together again. You so silly. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Whoa! Wow, you so brave, huh? Yeah. Yeah, you're brave. You doing it again? You doing it again. Yeah, you so silly. High five. High five. Oh, Dow. Dow. You okay? Come here. You okay? Let me kiss it. Mwah. How's it feel better? Ready? Again? Hold on, let me push this closer. Wait. Ma, hi, ba, bon, nam, sao, bay, tam, chin, mui. Kitty. Okay. Ready? Ma, hi. Mui! You're so silly. See? He don't like it. That's how he's saying don't do it. Hey. Hold on. Let me tighten this up for you. No more jumping, right? You tired of jumping? Muy. Okay, one more time. You gotta count to 10. Oh my goodness, you have so much energy. You want to do it again? Yeah. 1, 2, 3, go.
Oh my gosh, so much fun, right? Mm-hmm. Yep. Up. Oh, wow. Good job. You're so silly. Come here, love. Give me a kiss. All right, again. Không ra, không ra, ra. Yeah, mở mở bự lắm nó không được, đúng rồi, mở bự lắm nó không được, con rồi, mở đi. Again. Rồi, cho đút kìa, đút kìa.